Chào các bạn, buổi tối thứ ba các bạn có đang xem World Cup không ạ? Mình cũng mới vừa xem World Cup xong và rất là vui. Bây giờ là đã lên online live stream đến các bạn và bạn hơi bị yếu luôn, mà hơi bị yếu đúng không các bạn? Lo 1 2 3 4. Và bây giờ các bạn nào đang online thì chúng ta cùng nhau chào nhau nhé các bạn nhé. Chúng ta cùng nhau chào nhau, kết nối nhau. Và tối hôm nay mình chia sẻ với chủ đề ngắn thôi, nhanh thôi. Chúng ta phải nhiệt tình với công việc. Làm việc thì chúng ta phải nhiệt tình, chúng ta năng nổ đối với công việc. Bạn nào đang online thì chúng ta chào nhau đi. Quen nhau thì chúng ta chào nhau. Bạn nào mà chưa quen, lần đầu tiên biết mình thì chúng ta bấm con số 1 để mình biết. Sau cái live stream này mình còn liên hệ với các bạn, mình tương tác với các bạn, mình làm quen với các bạn. Nhờ có Facebook mà chúng ta được làm quen nhau. Và các bạn mới vừa xem World Cup không ạ? Mình cũng mới vừa xem World Cup xong. Đội Nhật Bản rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Đội châu Á, chúng ta có đội châu Á thắng 1-0 đúng không? Rất là tuyệt vời. Bạn nào ở xa chưa biết mình thì comment số 1. Bạn nào biết mình rồi thì các bạn giới thiệu chào nhau, chúng ta kết nối nhau để chúng ta cùng làm quen với nhau. Tối hôm nay cái chủ đề là chúng ta hãy nhiệt tình với công việc. Và tại sao chúng ta phải nhiệt tình với công việc, và nhiệt tình với công việc nó có những cái lợi ích gì? Và nếu ai đó mà các bạn không thực sự nhiệt tình với công việc của mình, các bạn không thực sự đam mê với công việc của mình, các bạn quá gì ạ? Quá đa mục tiêu, quá phân tâm, thì nó mang lại những cái tác hại và gì? Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì hãy bấm số 1. Bạn nào biết mình rồi thì các bạn comment xuống, chúng ta chào nhau, chúng ta kết nối nhau. Các bạn đang ở cái khu vực nào, ở vùng miền nào? Chào bạn Đặng Quang Trí, Trí Yên Xuân, cảm ơn bạn Trí rất là nhiều. Và sau khi xem livestream này thì chúng ta lại tiếp tục xem tiếp cái trận tiếp theo lúc 22 giờ đúng không ạ? Đội Ba Lan với đội gì mình tự nhiên mình quên rồi ta, đội Ba Lan. Và rất là vui, bây giờ chúng ta mạng yếu quá. Không phải mạng yếu bạn Vy ơi, chắc là bên em yếu đó, còn bên mình rất là mạnh. Các bạn có thấy nó mạnh không ạ? Nếu bạn nào thấy mạng mạnh thì các bạn comment xuống mà kêu là mạng rất là mạnh. Vâng. Và bây giờ mình giới thiệu về mình. Sau khi mình giới thiệu về mình xong thì mình sẽ bắt đầu vào chủ đề ngay liền. Hôm nay mình chỉ live stream khoảng 15-20 phút thôi, không dài. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình là 42 tuổi. Và mình ở tại Sài Gòn, quận 2. Và hiện tại thì mình đang sở hữu vườn ươm doanh nhân B-Training. Vườn ươm doanh nhân B-Training, cái tên vườn ươm doanh nhân B-Training. Và cái khóa học mình triển khai từ năm 2009 tới giờ là khóa học làm chủ doanh nghiệp. Đây là một trong những khóa học rất là nổi tiếng của mình. Đây là địa chỉ của B-Training. Các bạn thấy địa chỉ mà 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Mình cũng ở đây đã được 9 năm rồi. Và đây là ba cái quyển sách của mình. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Bạn nào muốn khởi nghiệp thì các bạn đọc cái quyển này. Cái quyển này là cái quyển mỗi ngày một chút thôi, là 101 bài học về kinh doanh và cuộc sống. Và cái quyển Beyond the Way là cái quyển sách tiếng Anh, hiện tại đang ở nước ngoài, đang bán ở trên trang Amazon. Mình cũng chuẩn bị ra quyển thứ tư, khoảng một tháng nữa là ra quyển thứ tư. Đó là cái cách quyển sách về bán hàng online ngay. Vâng. Và thứ năm hàng tuần thì mình có cái lớp khởi nghiệp kinh doanh hoàn toàn miễn phí. Bạn nào ở Sài Gòn hoặc ở các tỉnh lân cận mà các bạn chưa tham dự cái lớp này thì hãy về Sài Gòn tham gia. Các bạn chỉ cần gì ạ? Chỉ cần để số điện thoại xuống và các bạn tham gia. Thứ bảy chủ nhật tuần sau là mình có cái khóa làm chủ doanh nghiệp 146. Và các bạn tham gia thì các bạn về thành phố Hồ Chí Minh, các bạn tham gia, chúng ta sẽ học 2 ngày liên tục. Và ngay bây giờ bạn nào ở trên khắp mọi miền đất nước mà các bạn mua 2 quyển sách tiếng Việt của mình giá 210.000 sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và trong thời gian này free ship cho các bạn, free ship là 50.000 free ship cho các bạn, giá 210.000 là cái giá bìa luôn, giá của cái bìa sách
free ship cho các bạn và các bạn không cần phải chuyển tiền trước. Các bạn chỉ cần cho số điện thoại, sách sẽ được giao đến tận nhà các bạn, rồi cái người giao sách đó họ sẽ nhận tiền sau. Vâng, vậy là vừa rồi mình có. Và bạn nào mà sở hữu hai quyển sách đó thì các bạn được add vào một cái group riêng. Một cái group riêng. Cái group này chỉ những người có hai quyển sách này thì các bạn mới được vào cái group đó. Cái group đó mình sẽ chia sẻ các bạn về kinh doanh sâu hơn. Và các bạn có cơ hội kết nối cả ngàn người trên toàn quốc này, toàn là những người đam mê kinh doanh. Họ khát khao kinh doanh thì họ mới được vào trong cái group đó. Và mình sẽ chia sẻ các bạn sâu hơn. Cái đó là cái ưu đãi của những bạn mà được sở hữu hai cái quyển sách này. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ các bạn giới thiệu về các bạn đi. Chào bạn Lương Lương Kim. Ok em, ngày mai nhân viên sẽ gửi cho em. Và bây giờ chúng ta đi vào công việc, chúng ta đi vào vấn đề. Cái làm việc hết mình. Tức là cái việc quan trọng nhất trên đời này là chúng ta đã không làm việc thì thôi, chúng ta phải làm việc là chúng ta phải làm việc hết mình. Bạn nào quên đi chứ, bạn này chưa chia sẻ livestream này về thì các bạn hãy tranh thủ chia sẻ cái livestream này về về nhà các bạn. Các bạn nào mà có hai quyển sách rồi mà các bạn nào có hai quyển sách rồi mà chưa được vào group thì các bạn cứ comment xuống và mình sẽ đưa các bạn cái đường link và các bạn trả lời được những cái câu hỏi đó thì các bạn sẽ được vào group. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn chia sẻ về trang nhà các bạn đi. Và bây giờ mình lại tiếp tục. Cái việc quan trọng để chúng ta hết mình với công việc đó. Chúng ta đã không làm việc gì thôi, chúng ta phải làm việc là chúng ta phải làm việc hết mình. Dù bạn làm ở bất kỳ vị trí nào, dù bạn là người công nhân hay bạn là người chủ doanh nghiệp, đặc biệt là làm chủ thì các bạn càng phải hết mình nữa. Dù bạn là cái người xe ôm hay bạn là người văn phòng, dù bạn là người viết sách hay bạn là người ca sĩ thì bạn cũng phải luôn hết mình. Làm việc hết mình. Mình yêu cái công việc của mình. Mình dành hết cái sự đam mê, cái sự chú tâm cho nó. Các bạn thấy một cái người ca sĩ, các bạn thấy một người ca sĩ mà họ làm việc mà không hết mình, các bạn họ hát mà không hết mình, các bạn có ủng hộ họ không à? Chắc chắn là không. Một cái người cầu thủ đá bóng, các bạn thấy hồi nãy các bạn xem World Cup không à? Một cái người cầu thủ đá bóng mà họ làm việc không hết mình thì các bạn có thích người cầu thủ đó không à? Chắc chắn là chúng ta không thể chấp nhận được. Đưa cho các bạn đường link, bạn Hiền Trần đưa cho bạn đường link và bạn phải trả lời. Bạn không trả lời những câu hỏi đó thì sẽ không có ép bạn vào đâu. Bữa là mình thấy như là bạn ép vào rồi mà bạn không có chịu trả lời. Rất là nhiều người. Nên là phải đảm bảo trả lời thì các bạn mới vào được. Các bạn không trả lời các bạn không có vào được đâu. Rồi, tiếp tục. Khi các bạn hết mình với công việc thì lúc đó cái tài năng của các bạn nó mới được bộc lộ. Bạn làm mà chơi, bạn làm nửa vời, bạn làm không đến nơi. Không phải là không biết, em đọc những cái câu hỏi mà. Em đọc câu hỏi thì em phải trả lời chứ. Khi bấm vào đường link là nó có những câu hỏi mà. Tại các bạn không chịu trả lời chứ không phải là các bạn không biết. Các bạn dùng ra điều này chưa? Chỉ khi hết mình cái tài năng của các bạn nó mới bộc lộ được. Có nhiều người cái suốt ngày cứ nói rằng là không biết rằng là em có rồi cũng không có được add vào group. Chỉ khi các bạn trả lời cái đường link, các bạn trả lời được những câu hỏi thì các bạn mới được vào group. Chứ không phải là các bạn có là các bạn được vào group. Bởi vì nhân viên nó không biết ai có hay ai không hết. Ai mà trả lời được câu hỏi thì là chắc chắn là người đó có. Và ai không trả lời thì điều đó đồng nghĩa là không có. Chứ các bạn đừng có nói các bạn có. Ở trên đây thì ai cũng có thể nói có được hết. Tuy nhiên, các bạn phải trả lời được. Còn các bạn không trả lời thì đồng nghĩa là các bạn không có. Ai cũng nói có. Nhưng mà chừng cuối cùng đưa link thì không có chịu trả lời mà cứ nói có. Nên các bạn phải trả lời cái câu hỏi. Cái đó là cái công bằng nhất. Ok. Vậy thì cái tài năng và cái đam mê, chính cái sự đam mê điên cuồng vào công việc đó, nó mới giúp cho các bạn gì ạ? Nó giúp cho bạn thể hiện tài năng. Nó giúp cho các bạn thể hiện được cái gì ạ? Được cái tố chất rất là đặc biệt của con người của mình. Còn làm việc không đến nơi
làm việc chào bạn Lê Hà. À, làm việc không đến nơi, làm việc nửa vời, làm việc cà giặt cà giờ. À, mà cứ đòi gì ạ? À, cứ đòi có tiền nhiều, cứ đòi lương cao, cứ đòi thành công. Một cái người ca sĩ mà họ hát không ra hồn thì các bạn có chấp nhận cái người ca sĩ đó không ạ? À? Một cái người phục vụ bàn mà họ mang thức ăn cho ra cho các bạn mà họ làm không ra hồn thì bạn có thích không ạ? À? Không thích. Vậy thì bây giờ các bạn thử hỏi lại cái thái độ của bạn trong công việc các bạn đã hết mình chưa? À, chưa hết mình mà cứ đòi thành công. À, và phần lớn những người hiện tại không thành công là bởi vì bạn không hết mình với công việc. À, bạn cái người nào mà không hết mình với công việc thì bạn làm chỗ nào cũng không có ai thích đâu. Bạn đi bán hàng cũng người ta cũng không có thích bạn đâu. Bạn đi làm công cũng chả ai thích bạn đâu. Bởi vì sao à? Vì chỉ những người đam mê và nhiệt huyết với công việc là những con người đó họ mới gì, họ mới làm cho người khác cảm động, họ mới biểu lộ được cái tài năng của họ. À, và chỉ những người nhiệt huyết với công việc thì những người đó họ mới nhận ra được những cái cơ hội ngàn vàng, những cái cơ hội tuyệt vời ở xung quanh họ. Còn mà chúng ta làm giặt giặt dừ dừ thì chúng ta sẽ không nhận ra được cái gì hết. À, và phải luôn say mê đối với cái công việc của gia đình, với cái công việc hàng ngày của mình. Vì cái công việc hàng ngày của mình nó giúp cho bạn có tiền. Cái các bạn say mê với công việc nó giúp cho bạn có tiền. Các bạn say mê với công việc đó, nó giúp cho các bạn có thu nhập về giúp cho gia đình của mình, cho chính cuộc sống của mình, cho con cái của mình. À, và bản thân mình các bạn thấy không ạ? À? Khi mà các bạn thấy mình làm to tới giờ này nè các bạn thấy không? Mình vẫn cứ livestream cho các bạn bởi vì mình hiểu rằng là cái trách nhiệm của mình đã chọn cái con đường này thì mình phải làm thôi. À, phải làm hết mình, phải làm say mê thì cái cơ hội nó mơ đến. À, và ngày hôm nay mới hồi chiều mình mới uống cà phê với một bạn. À, bạn này là bạn mới đi từ Mỹ về và bạn đi từ Mỹ về và bạn đã gặp mình. À, và bạn đã chia sẻ với mình và bạn mang một cái công nghệ 4.0 về, bạn chia sẻ với mình, bạn thấy rất là tuyệt vời. Và tại sao khi về Việt Nam á là bạn tìm đến mình? Vì bạn này là cũng là học viên học ở Bi, bạn học cách đây 8 năm rồi. À, và khi qua đó và bạn mang được cái công nghệ 4.0 nó rất là tuyệt vời. À, về Việt Nam là người đầu tiên bạn tìm tới mình liền. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì từ hồi kia cho tới bây giờ bạn biết rằng là bạn nói rằng là về gặp mình thì nó sẽ ra được vấn đề liền. À, bởi vì sao ạ? À? Bởi vì cái cách làm việc hồi xưa tới giờ nó đã là như vậy rồi. À, đã không làm thì thôi, chúng ta làm là chúng ta phải say mê. À, hết mình đối với cái công việc của mình. À, đó là một trong những cái nguyên nhân. Khi các bạn say mê đối với công việc của mình đó, thì các bạn làm cái gì các bạn cũng dễ thắng hết á. Các bạn cũng dễ thành công hết á. À, bởi vì sao? Ai cũng yêu quý các bạn hết và chính các bạn cũng thấy sướng á. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì cái công việc á nó mang lại cái cuộc sống bạn nó có ý nghĩa. Chúng ta đi chơi hoài cuộc sống chúng ta nó không có ý nghĩa. Chúng ta làm việc cái cuộc sống đó chúng ta nó mới có ý nghĩa. À, bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ livestream về nhà các bạn đi. À, khi mà chúng ta càng làm việc á, bạn Tú Nguyễn, bạn đã chia sẻ livestream này về nhà các bạn chưa? À, bạn Bùi Thanh Triển. À, hồi nãy bạn Bùi Thanh Triển có comment với mình là lúc này đơn hàng nhiều quá, overload luôn, làm không kịp luôn. Ok, chào bạn Hưng Cà Phê. À, lúc này nghe nói là em bán cà phê đắt lắm. Ok. Và cái công việc á, bạn làm cái công việc nhiệt tình đó, nó ảnh hưởng đến giá trị bản thân của bạn. Bạn làm công việc nhiệt tình nó ảnh hưởng đến giá trị bản thân bạn. Bạn làm cái công việc nó không ra hơi á, dở ơi, nó cũng ảnh hưởng đến giá trị bản thân cô của bạn. Người ta sẽ đánh giá cái giá trị bạn nó không có cao, người ta đánh giá bạn nó không có tốt. Mà bạn làm nhiệt tình với công việc á thì người ta đánh giá bạn rất là cao. Đó là lý do vì sao chúng ta phải say mê với công việc, phải hết mình với công việc. Không làm thì thôi, làm thì như thế nào à? Không làm thì chúng ta đi chơi. À, mà đã đi chơi thì cũng phải chơi hết mình, và đã làm thì cũng phải làm hết mình. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì nó ảnh hưởng đến giá trị bản thân của mình, nó ảnh hưởng cái cách mà bạn nhìn nhận và cả
cảm nhận cái cuộc sống này. Khi mà bạn làm việc hết mình thì bạn thấy cái con người bạn nó có giá trị. Và bạn khi làm việc hết mình, bạn yêu cái cuộc sống này hơn, bạn yêu những người xung quanh hơn. Còn bạn làm việc không hết mình thì bạn thấy cái giá trị bản thân mình nó dở hơi lắm. Và bạn đâm ra bạn nghi ngờ bản thân mình, bạn không tin vào cái năng lực bản thân mình. Và đó là lý do vì sao chúng ta phải hết mình với công việc. À, và khi chúng ta hết mình với công việc, nó như là một cái món quà. Nó như là một cái món quà. Khi mà bạn làm một cái công việc hết mình với khách hàng thì nó như là một cái món quà mà bạn tặng cho khách hàng. À, khi mà bạn làm hết mình với công việc thì nó cũng như là một món quà mà bạn tặng cho chính các bạn. Bạn làm hết mình đối với công việc thì nó cũng như là một món quà mà bạn tặng cho chính cái công ty của bạn. Và nếu mà bạn là chủ doanh nghiệp mà bạn làm hết mình thì bạn chính là như một món quà bạn tặng cho nhân viên của mình. Bởi vì nhân viên của mình nó nhìn vào bạn, nó thấy đó là một tấm gương. Tấm gương này là một cái tấm gương rất là tuyệt vời. Đó. Và hết mình với công việc nó giúp cho bạn gì? Nâng cao cái gì? Cái niềm tin của bạn, cái lòng tự trọng của bạn, cái niềm phấn khích của bạn, cái năng lượng của bạn, cái sự say mê hết mình với các bạn. Và nó khiến cho cuộc sống của bạn nó tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng và đam mê hơn. À, các bạn có hiểu được cái chữ, các bạn có hình dung được cái chữ hết mình với công việc chưa? À, hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy các bạn có những cái bài học gì ý nghĩa không ạ? Nếu mà có bài học ý nghĩa thì các bạn comment xuống đi ạ. Và hồi nãy giờ mình cũng chia sẻ được một nửa chứ đợi mình dừng lại một phút để mình quảng cáo ha. Một phút quảng cáo nha các bạn ơi. Cho mình một phút quảng cáo. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống con số 1. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu rõ về mình đi. Giới thiệu rõ về các bạn để cho mọi người cùng xem livestream biết. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là 42 tuổi. Mình sở hữu vườn ươm doanh nhân B-Training. Cái chữ B-Training. Ok chưa? Và cái đây là cái khóa học làm chủ doanh nghiệp. Và cái đây là địa chỉ của trung tâm của mình. Và cái đây là ba cái quyển sách của mình: quyển Vượt Biển Lớn, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi và quyển Bì Dân Đầu Quay. Và nếu bạn nào, dạ thầy em nắm được rồi, cảm ơn bạn Huỳnh Thị Tâm. Ok. Và thứ năm hàng tuần thì mình luôn có cái lớp học khởi nghiệp kinh doanh. Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì các bạn về Sài Gòn các bạn học hoàn toàn miễn phí. Thứ bảy chủ nhật tuần sau nữa, mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 146. Và các bạn nào ở gần thì chúng ta liên hệ để chúng ta tham gia lớp học. Riêng các bạn ở trên khắp mọi miền đất nước, bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách của mình, hai cái quyển sách này, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi và quyển Vượt Biển Lớn, giá bìa của hai quyển sách này là 210.000, và sách sẽ được giao đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và trên khắp mọi miền đất nước luôn, với free ship cho các bạn. Nói free nhưng mà nó như thế nào nói phi nhưng mà như thế nào? Con em đọc sách của thầy khen hay quá mẹ ơi. Ok, cảm ơn bạn Hiền Trần. Vâng, phi nhưng mà cái phí đó là mình phải chịu đó. 50.000 đến gửi nhà các bạn. Và tới nhà thì cái người giao sách họ sẽ thu tiền luôn. Và cái quyển sách bạn nào đó có mua sách thì các bạn chỉ comment số điện thoại xuống thì sách sẽ gửi đến nhà các bạn. Ngày mai các em nó sẽ gửi đến nhà các bạn. Và các bạn đủ tiêu chuẩn, các bạn tham gia vào một cái group. Cái group này mình chia sẻ kinh doanh về sâu hơn. Mình sẽ trả lời những câu hỏi của bạn hỏi ở trong đó về kinh doanh. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã dừng lại một chút xíu để các bạn nghe cái lòng quảng cáo, cái lời quảng cáo của mình. Ok chưa? Vậy là hồi nãy giờ mình nói rằng là chúng ta hãy hết mình với công việc. Khi mà bạn vận dụng hết mình thì tài năng của bạn nó được bộc lộ. Và thế là bạn cống hiến cho công ty của mình, bạn cống hiến nơi bạn làm, bạn sẽ có thu nhập cao hơn, bạn nâng con người và mức sống của bạn cao hơn, bạn làm cho gia đình của bạn đầy đủ hơn, sung túc hơn, bạn làm cho cuộc sống của bạn nó hạnh phúc hơn,
và bạn có nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn trong cuộc đời này. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải làm việc hết mình. Nếu ai đó mà bạn chưa làm việc của mình, bạn hoàn toàn mà không có cảm nghiệm được đâu. Bạn không có hoàn toàn không cảm nghiệm những gì mà nói đâu. Phải say mê hết mình. Một người ca sĩ họ luôn say mê hết mình đối với công việc của họ. Đó là những người ca sĩ tuyệt vời. À, bạn luôn cảm phục và cảm mến bất kỳ ai họ làm. Họ làm gì à? Họ làm say mê đối với công việc của họ. Vậy thì những câu hỏi sau đây bạn cần phải ghi ra này. Bạn phải ghi ra. Bạn ghi ra thì bạn mới cảm thấm được. Bạn không ghi, bạn không thấm được. À, các bạn sẵn sàng chưa để các bạn mình đọc, các bạn ghi vào. Các bạn phải ghi vào đi. À, các bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn để các bạn xem, người thân của các bạn xem. À, để như thế nào ạ? Để các bạn nắm được hơn. À, khi mà bạn xem đi xem lại nó làm cho bạn nhắc nhiều hơn, nhớ nhiều hơn. Ok chưa? À, và mình không thấy các bạn comment nữa nha. Hồi nãy mình chia sẻ như thế nào không thấy các bạn comment nữa. Các bạn có sẵn sàng chưa? Mình đọc những cái câu hỏi này các bạn ghi vào. À, chào bạn Mai Lan Trần. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn cần ghi vào. Bạn Mai Lan Trần, bạn chia sẻ chưa? Bạn Danny Huỳnh, bạn đã chia sẻ chưa? À, các bạn cần chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. À, hãy chia sẻ để lưu lại. À, ok, chào bạn Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thứ nhất là bạn Hiền Trăng, bạn đã chia sẻ livestream này về nhà các bạn chưa? Thứ nhất là các bạn ghi này. Ghi vô. Các bạn nào không ghi thì các bạn ghi trực tiếp trên trên cái comment của mình luôn để chúng ta nhớ. Bạn cảm thấy thế nào sau một ngày làm việc hết mình? Dạ, sáng ba, ok chưa? Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn Mạnh Cương, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn cảm thấy như thế nào sau một ngày làm việc hết mình? Chào bạn Thanh Đức rồi. Ok Đức rồi. Bạn cảm thấy như thế nào sau một ngày làm việc hết mình? Bạn Đức chia sẻ lên trên về nhà các bạn chưa? Bạn Vũ Hoàng Tiến, em chia sẻ chưa? Thứ hai, bạn cảm thấy ra sao sau khi làm việc hết sức và vui vẻ và cống hiến trọn vẹn cho khách hàng? Bạn ghi vô đi. Bạn cảm thấy ra sao sau khi làm việc hết sức, vui vẻ và bạn cống hiến trọn vẹn một ngày đó cho khách hàng? Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn đặt cái tâm huyết của mình vào công việc kinh doanh mỗi ngày? Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn đặt hết tâm huyết của mình vào công việc kinh doanh mỗi ngày? Bạn cảm thấy nó như thế nào? Bạn đọc đi đọc lại những câu hỏi này, nó làm cho bạn thay đổi đó. Bạn cảm thấy thế nào khi bạn chạm đến, chào bạn Nam Phan nhiều. Khi bạn chạm đến mục tiêu tuyệt vời và khi bạn có được cái mục tiêu đó trong tay, bạn cảm thấy thế nào? Cảm xúc của bạn nó có tuyệt vời không ạ? Và bạn có cần điều kiện gì để bạn làm cái việc đó mà? Hay bạn làm hết sức à? Bạn có cần cái điều kiện gì không ạ? Hay là cần phải có điều kiện gì nữa chúng ta mới làm Phần thưởng xứng đáng cho những ai làm việc hết mình. Và bạn đừng có mong nhận thu nhập cao, tiền bạc cao hoặc là trở thành người thành công khi mà bạn không cống hiến hết mình. Bạn đừng có mong chạm được mục tiêu khi mà bạn không nỗ lực. Hồi nãy các bạn xem World Cup, các bạn thấy không ạ? Để gì? Đội chiến thắng là đội luôn gì ạ? Luôn làm việc hết mình. Các bạn thấy đội Nhật Bản không ạ? Họ đã cống hiến hết mình. Đó là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Vừa rồi các bạn thấy, các bạn xem đội Đức không ạ? Với đội Mexico mà. Các bạn thấy đội Mexico họ đá một cái trận đá rất là lăng xả mà. Và người Đức là một con người rất là lạnh lùng. Nhưng mà vừa rồi đội Mexico đã làm cho đội Đức phải cảm xúc luôn. Các bạn thấy những cái người cầu thủ Đức, các bạn họ lạnh lùng lắm. Cái cách cầu thủ Đức họ đá rất là lạnh lùng. Nhưng mà chính cái sự cảm xúc của đội Mexico đó
À, làm việc hết mình của đội Semico đó, làm cho đội Đức gì? Họ phải cảm xúc. Ok, chào bạn Nguyễn Thị Linh. Em có xem bóng đá, em có xem World Cup không ạ? Và bạn cống hiến hết mình, bạn làm việc hết mình để làm sao khi mọi người đi qua, họ nhìn sản phẩm của bạn, họ thấy cách bạn làm, họ phải thốt lên rằng nơi đây có một người làm việc quá tuyệt vời. À, và bạn hãy làm việc nó như thế nào ạ? Bạn làm việc để gì ạ? Để gọi là để đợi á. Bạn hãy hết mình với công ty của mình, bạn hết mình đối với công việc của mình, để y như nó là một cái công việc để đợi các bạn, gọi là để đợi. À, vâng, chào bạn Linh nhiều à. À, em rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và khi mà bạn làm như vậy á, bạn làm hết mình như vậy á, thì không ai cản đường bạn thành công được đó. Không ai cản đường được. Bạn chỉ đi về phía trước thôi. À, và những con người còn lại á, họ sẽ theo bạn, họ xin chữ ký của bạn, họ sẽ xin lời khuyên của bạn, họ sẽ ngưỡng mộ bạn. Bởi vì sao à? Đơn giản, bạn hơn họ cái gì à? Bạn hơn họ cái nhiệt huyết và cái nhiệt tình và làm hết mình. À, dù họ có ganh tị với bạn, dù đối thủ của bạn, họ có không thích bạn, họ vẫn cứ ngưỡng mộ bạn, bởi vì bạn làm việc hết mình. À, bạn đã cống hiến hết. À, những cái sức lực, những cái tấm huyết mình vào cho công việc. Và bạn muốn kinh doanh thành công, bạn muốn trở thành một người chủ thành công, muốn ra khởi nghiệp thành công, bạn phải làm việc bằng mọi nỗ lực nó như vậy, thì bạn là người rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi mình dành thời gian ra ít phút để mình chia sẻ với các bạn. À, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 xuống để chia sẻ với các bạn làm sao để chúng ta làm hết mình cho công việc và tại sao chúng ta phải làm việc hết mình. À, dù bạn ở cái vị trí nào bạn cũng phải làm việc hết mình. À, và vừa rồi mình dành một ít phút để mình chia sẻ bạn một cái livestream ngắn nó như vậy. À, bạn nào lần đầu tiên với mình thì các bạn cứ comment số 1 xuống để sau livestream này mình làm quen với các bạn. À, và cuối tuần này, thứ năm tuần này mình có lớp kinh doanh và khởi nghiệp, bạn hoàn toàn miễn phí, bạn nào quan tâm thì đến tham gia cái lớp của mình. Thứ bảy chủ nhật tuần sau thì mình có lớp làm chủ doanh nghiệp từ tay trắng. Đây là một lớp rất là nổi tiếng từ năm từ năm 2009 tới giờ. À, và mình là tác giả của những cái quyển sách sau, và bạn nào mà mua hai quyển sách tiếng Việt này nè, ngay bây giờ thì các bạn cho mình số điện thoại và sách sẽ được gửi đến nhà các bạn. Quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. À, hai quyển sách là 210.000 và các bạn sẽ được add vào trong cái group. Sách được giao đến nhà các bạn free ship cho các bạn 50.000 phí free ship. Sách được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, và các bạn sẽ được add vào một cái group. À, cái group đó là những người có sách thì các bạn mới được add vào cái group đó. À, các bạn chỉ cần để lại số điện thoại thôi. À, các em nhân viên nó sẽ giao sách đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, ở đâu cũng được hết. Đó là điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái live stream của mình tối nay. À, và mình cũng sẽ thường xuyên live stream đến cho các bạn. Các bạn nào hãy xem lại những live stream cũ thì các bạn vào trang Facebook của mình là Nguyễn Thái Duy, hoặc là các bạn vào cái kênh YouTube của mình. À, mình sẽ đưa hết lên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, và bây giờ chúng ta đã bắt đầu để xem cái trận tiếp theo. Bye bye các bạn nha.